Không ngờ hoa giấy mà có thể làm siro được luôn á cả nhà, cho nên là bây giờ là quyết định thì đeo khẩu trang nha, đội mũ các kiểu. Và bây giờ cái công cuộc là đi hái hoa giấy thôi mọi người. Hương đi cái giờ trưa á, mà Hương sợ mọi người xung quanh thấy ghê gớm luôn á. Tại vì ở Hương là ở quê á, mà cầm camera đi ngoài đường như thế này á, mà người ta nhìn nhìn ấy, trời ơi đang đứng hái mà cái ông bên cạnh ông đứng nhìn nó mọi người, ngại ghê gớm luôn. Cho nên là quyết định hái vài cành xong rồi rút nhanh thôi mọi người. Đây thôi, cuối cùng Hương cũng hái được rồi nha. Bây giờ thì đi nhanh về nhà thôi nè, không dám ở lại luôn á, vừa đi mà vừa phải liếng liếng lúc lúc á, quyết định đóng cửa lại rồi chui vô nhà cho nhanh gọn rồi mọi người. Bây giờ là cái công đoạn mà lặt cái hoa này nè, mọi người nhớ bỏ cái phần nhị ra nha. Bỏ cái phần nhị ra thì để tránh trường hợp là nó có phấn á, thì sẽ làm cho cái siro của mình nó có vị nhẵn á mọi người. Thôi trời ơi, bây giờ mà vẫn còn đeo khẩu trang đội nón nè mọi người, chắc là còn cái dư âm mới nãy á, tại vì đi ăn trộm cho nên hơi rung mất. Lặt xong rồi thì bây giờ đi rửa sạch thôi nè. Đấy, làm siro thì không thể nào thiếu đường nha. Hương sẽ cho một lượng đường vừa đủ thôi. Nếu mà mọi người thích ngọt thì cho nhiều nha. Công cuộc làm cái siro của Hương cũng đã xong rồi nè. Bây giờ cho vào ly và thưởng thức thôi. Mình cho một tí xíu chanh vô để cái siro của mình nó có vị mát mát, chua chua và ngọt ngọt ấy, thì uống sẽ cảm giác nó ngon hơn ấy. Mà Hương không ngờ là cái hoa giấy này làm siro cực kỳ ngon nha. Thơm cái mùi khá là lạ luôn ấy. Nhưng mà trời nắng